Lý Thường Kiệt, sinh năm 1019, mất năm 1005. Tên thật của ông là Ngô Tuấn, tự Thường Kiệt. Sao lại được vua ban cho quốc tính nên mang họ Lý? Ông là cháu sáu đời của Ngô Quyền. Thuở nhỏ, Thường Kiệt đã tỏ ra là một người có chí khí. Khi được chú hỏi về chí hướng, ông khẳng khái trả lời: về văn, biết chữ để ký tên là đủ. Về võ, muốn theo như Vệ Thanh mắc khứ bệnh, lo đi xa dặn chậm để lập công, lấy được ấn phong hầu để làm giả giang cho cha mẹ. Lý Thường Kiệt học tập chăm chỉ, đêm đọc sách, ngày bắn cung cưỡi ngựa, lại nghiên cứu binh pháp rất tâm đắc. Năm 1041, khi vừa tròn 22 tuổi, Thường Kiệt được sung vào cung làm hoàng môn chỉ hậu, một chức quan thái giám. Việt Điện U Linh chép, Lý Thường Kiệt chưa được một kỷ tiến nổi nội đình, một kỷ tức là 12 năm. Ông nhanh chóng được thăng chức trọng dụng, hàng ngày được hầu cận bên vua. Ông dần trở thành một trụ cột của triều đình, lãnh nhiều trọng trách quan trọng. Năm 1061, ông được cử đi dẹp loạn ở vùng Thanh Nghệ, tức Thanh Hóa, Nghệ An. Năm 1069, Lý Thường Kiệt cùng vua Lý Thánh Tông nam tiến Bình Chiêm Thành. Vua Chiêm là chế cũ, phải hàng, đồng ý cắt ba châu để chuộc lấy tự do. Sau khi Lý Thánh Tông qua đời, Lý Thường Kiệt làm thái úy, ủng hộ Thái Phi Ỷ Lan nhiếp chính. Bản thân Lý Thường Kiệt giữ vai trò phụ chính đại thần. Nhà Tống ở phương Bắc nước Nam đang có tang, có ý động binh, ra sức chiêu mộ, huấn luyện binh sĩ ở vùng Hoa Nam, sẵn sàng tiến đánh Đại Việt. Lý Thường Kiệt quyết định đánh phủ đầu, tiên phát chế nhân, chủ động tấn công sang đất Tống. 10 vạn quân Đại Việt bất ngờ ập sang, đánh phá các căn cứ hậu cần của quân Tống ở Khâm Châu, Liêm Châu, thậm chí còn hạ được thành Ung Châu. Sau đó, quân Đại Việt đốt cháy, phá hủy hết căn cứ đồng lũy, kho lương, trại huấn luyện của quân Tống. Ung Châu vốn là tiền đồn, phục vụ cho kế hoạch chinh phạt Đại Việt, này tan tành, ngập trong đổ nát. Sau khi rút quân về nước, Lý Thường Kiệt mau chóng chỉnh đốn quân đội, xây dựng căn cứ phòng thủ. Không lâu sau, 10 vạn quân Tống tràn vào Đại Việt. Lý Thường Kiệt lập chiến lũy ở sông Như Nguyệt, nghênh địch, lại cho đắp thành cao, cắm lũy tre, đào hào để cố thủ lâu dài. Trận chiến trên sông Như Nguyệt diễn ra vô cùng ác liệt, với sức mạnh kỵ binh của mình. Có lúc quân Tống tưởng như đã phá vỡ được phòng tuyến, chọc thủng được lớp phòng ngự của quân Đại Việt. Tuy nhiên, Lý Thường Kiệt đều kịp thời cho quân phản kích, lập lại phòng tuyến. Sau nhiều ngày công phá không thành, người ngựa lại không quen thủy thổ. Quân Tống chán nản, mệt mỏi, nhuệ khí hao hụt đi mấy phần. Quân Đại Việt nhiều lần tập kích, đánh trại, đốt phá, càng dồn quân Tống vào thế bí, hoang mang, lo lắng. Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà cũng ra đời trong giai đoạn này. Dù đang chiếm được ưu thế, nhưng để tránh gây thêm họa chiến loạn cho đất nước, Lý Thường Kiệt bèn sai sứ sang nghị hòa. Tướng Tống là Quách Thùy lập tức đồng ý, vội vã rút quân về. Cuộc kháng Tống thành công chính là chiến công lớn nhất của Lý Thường Kiệt. Cả đời ông là những cuộc chinh chiến liên miên. Năm 1075, Lý Thường Kiệt mang quân đánh Chiêm Thành. Năm 1103, ông cầm quân dẹp loạn Lý Giác ở Diễn Châu. Năm 1104, khi đã ở tuổi 85, ông lại cầm quân đánh Chiêm một lần nữa để lấy lại ba châu mà vua Chế Ma Na cướp đoạt. Chế Ma Na thua, xin hàng và nộp lại đất cho Đại Việt. Lý Thường Kiệt sau được ban tước khai quốc công, chính là vị thái giám quyền lực nhất lịch sử phong kiến Việt Nam. Vừa làm tướng quân chinh chiến biên thùy, lại vừa nắm quyền nội chính, phò tá hai đời hoàng đế nhà Lý.